Ngày 2 tháng 3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang điều tra truy bắt nhóm nghi can chém ba kiểm lâm của Vườn Quốc gia Cát Tiên trọng thương. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 2 tháng 3, tổ tuần tra của trạm kiểm lâm cơ động phối hợp trạm kiểm lâm núi Tượng và trạm kiểm lâm Tà Lai với tổng cộng 9 người tiến hành tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng theo kế hoạch. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại địa phận tiểu khu 42, Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận ấp 4, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tổ tuần tra phát hiện một nhóm khoảng 7 người có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Chúng tôi ập vào khống chế đối tượng. Khi khống chế đối tượng thì đối tượng có cầm dao. Tôi và đồng chí Tuấn thì khống chế đối tượng đó. Còn hai đối tượng ở sau, ở đằng trước thì xịt hơi cay vào người, nên đồng chí Tuấn thì buông đối tượng ra, còn tôi thì vẫn giữ đối tượng đó. Hiện cả ba đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú và Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Đến nay, Công an huyện Tân Phú đã bắt nóng ba nghi can Trần Văn Tuấn, Đinh Văn Hùng và Trương Văn Danh. Tang vật thu giữ gồm một con heo rừng, một con nai, bảy con treo, một con chồn hương đã chết, một súng tự chế, hai con dao, hai bình xịt hơi cay. Hiện Công an huyện Tân Phú đang tiếp tục xác minh, truy bắt các nghi can còn lại để xử lý theo quy định.